Chào mừng các anh chị đã quay trở lại ở kênh chứng khoán Phiêu Ký. Hôm nay ngày 8 tháng 7 chúng ta cũng sẽ cùng đi nhận định cái thị trường ngày hôm nay. Cùng với đó mình chúng ta sẽ cùng làm rõ một số vấn đề, một số điều kiện thỏa để cái thị trường nó ổn định và cái điều kiện để chúng ta có thể tham gia mua lại cổ phiếu, tiếp tục cái hành trình mà chúng ta đi kiếm lời trên cái thị trường chứng khoán này. Thì không dài dòng nữa, chúng ta cũng sẽ đi qua một số cái mã cổ phiếu. Đi qua thị trường chung trước ha. Đi qua thị trường chung trước để anh chị có một cái góc nhìn nó đầy đủ hơn và nó sẽ rõ nét hơn trong cái thị trường ngày hôm nay. Hôm nay nè anh chị, là các bạn thấy hôm nay thì chỉ số của chúng ta giảm 13 điểm, tương ứng với 1%. Cao trà thì nó cũng có những mức giảm 20 trên 20 điểm ha. Tầm 24 25 điểm gì đó. Đó. Thì cái điểm nhấn hôm nay là gì? Cái điểm nhấn hôm nay là cái khối lượng rất là thấp, cái thanh khoản khá thấp ha. Thì cái hôm nay thì cũng có thể tính là một cái phiên nó quay lại, nó test ở cái đáy dưới đây. Đó. Đó thì giống như là cái giai đoạn trước thôi. Đây cái giai đoạn này nó gãy. Đây anh chị thấy nó gãy ầm ầm xuống. Đó. Hồi phục quay lại test đáy liền. Đó và nó cũng sẽ có những cái phiên xác nhận để nó thị trường nó xác nhận để nó có tiếp tục cái đánh nữa hay không. Đó. Thì nếu mà anh chị không bán được cái giai đoạn trước á, thì khi mà nó gãy nhà em không cho bán đó. Khi mà nó hồi lên nè, em cho bán cái khúc này nè. Đó, thì đợi xem thị trường nó có xác nhận nó quay lại đánh trở lại không thì mình sẽ tham gia lại sau. Đó, cái đó là không phải vấn đề ha. Đó, thì mình sẽ tua lại quá khứ một tí về cái việc mà thị trường nó test đáy và nó sẽ xác nhận đây. Nè, gãy xuống nè. Đó, hồi phục mà. Test đáy trở lại nè. Cái đặc điểm là gì? Khối lượng thấp nè. Đó. Khối lượng thấp. Và có một cái phiên xác nhận nó quay trở lại, thị trường đang xác nhận đánh trở lại. Đó thì khi mà xác nhận như vậy thì chúng ta cũng yên tâm, nếu mà đã bán phiên này rồi thì chúng ta có thể đợi để thị trường nó cân bằng trở lại, giống như xác nhận nè, cân bằng trở lại nè, là có điểm vô trở lại nè. Đó thì chúng ta sẽ quay lại đánh giai đoạn sau, không vấn đề gì cả. Đó đây cái giai đoạn trước cũng vậy đây. Đây nè, rớt xuống nè, hồi phục mà test đáy nè. Đó xong xác nhận đi lên lại. Đó khi mà xác nhận đi lên lại thì cỡ nào nó cũng sẽ có một cái phiên nó rủ phía sau để chúng ta có thể tham gia lại thôi. Đây đó, chị có thể thấy ha, đây nè, rớt xuống nè, hồi phục mà test đáy nè. Đó bắt đầu xác nhận trở lại đi lên lại nó. Đó thì khi mà xác nhận trở lại hoặc là cân bằng trở lại chúng ta có thể tham gia lại đánh sau nha, không vấn đề gì đâu. Cái đó là cái điều kiện rất là cần nha. Đây nè, rớt nè, phục hồi nè, rớt trở lại nè, test đáy trở lại nè, đó đi lên lại nè. Đó anh chị thấy không, test đáy trở lại mà khối lượng nó thấp nè. Đó khối lượng thấp nè. Đó khối lượng thấp là rất tốt ha. Khối lượng thấp nè, test đáy khối lượng thấp nè, ok. Test đáy khối lượng thấp rất ok nè. Test đáy nè, test đáy khối lượng tụt xuống nè, rất ổn. Khi test đáy khối lượng tụt xuống thì vẫn còn một cái nhịp, có thể sẽ còn xác suất nó còn một nhịp nó đánh nữa. Đây nè, test đáy nè, khối lượng thấp vậy anh chị thấy không. Đó đây nè, rớt xuống nè, test đáy nè, khối lượng tụt nè. Đó nè, rớt xuống nè, test đáy nè, khối lượng giảm nè, chị thấy không ạ? Nó mà khối lượng giảm mà anh chị quay lại đó, khi mà test đáy khối lượng giảm mà giống như phiên ngày hôm nay nè, đó thì ngày mai có ngày mai nếu thị trường nó tốt thì nó phải, nó nếu mà nó xác nhận đánh thì nó phải nó mà xác nhận đi lên nữa thì nó phải nó một cây màu xanh giống vậy nè, đó nó mới tốt nha, nó mới chúng ta mới có điều kiện đủ để chúng ta tham gia lại nha. Đó thì tổng quan thị trường như vậy, nó phải phục hồi trở lại để nó có thể phủ nhận cái cây nến này nha, nó phải phủ nhận được cái cây nến này đó, nó phải vươn lên nó phủ nhận cái cây nến này đó thì chúng ta mới có những đủ điều kiện chúng ta tham gia lại quay lại chúng ta đánh nhé, được không ạ? Nên hôm nay tích khá tích cực thì hôm nay nó là một cái vận động, một cái volume khá nhỏ, là khối lượng giao dịch 500 mấy triệu à, và cái thanh khoản giá trị giao dịch có 20.000 tỷ à nha. Đó thì hôm nay cũng mà được tính là một cái phiên test đáy, tuy là không test sâu xuống, nó test lưng chừng đây thôi đó, nhưng mà cũng tính là một cái phiên test đáy nhé. Nó thì sẽ chúng ta sẽ cùng sẽ đi đánh giá qua đánh giá một số dòng cổ phiếu nha, một số dòng cổ phiếu để anh chị cũng có thể lựa chọn được cái mã cổ phiếu nó ok hơn, biết cách lựa chọn những cái mã cổ phiếu nó tốt nha. Em sẽ hướng dẫn trong video này đó. ACB nè, cái cổ phiếu này nè tính ra nó sẽ tốt anh chị, tại sao nó tốt nè. Đó đây là cái nền của nó nè, nền thứ nhất nền đó, nó giữ cái kinh giá của nó nè. Đó nó vẫn nằm ở kinh trên thôi và nó gần đỉnh. Đó khi mà thị trường nó chỉnh đó, nó gần đỉnh.
nó không bị mất gãy cân giá và cái khối lượng nó kịt xuống này. Đó, cái khối lượng cái kịt này là cái rất là quan trọng nha. Đó. Như cái giai đoạn này thôi, thấy không? Chị thấy không, nó gãy ầm ầm xuống nè. Đó, nó phục hồi lên, khối lượng kịt xuống nè. Đó, khối lượng nó kịt xuống. Đó, anh chị thấy không? Khối lượng nhỏ xuống thì nó sẽ vô một cái nhịp chạy. Nha, nó vô một cái nhịp chạy. Đó. Thì cái này khối lượng nó lại kịt xuống lại rồi nè. Đó, thì anh chị có thể chú ý những mã như ACB. Cái mã này trong dòng ngân hàng em sẽ đánh giá từng mã từng mã. Thì ACB em đánh giá mã mạnh nha. Có gì BID nè. Nó BID này phục hồi 0.7% khối lượng kịt xuống nè. Con này thì cái con này thì trước giai đoạn trước thì nó đã không mạnh bằng những con khác rồi nha. Nên mà nó có một cái nền chị không? Đó, gãy xuống cái nền nè, đỡ lại nè. Đó. Thì nó sẽ nếu mà nó tín mà cái giá đây. À, nếu mà nó tín mà cái giá đây thì nó cũng sẽ lên được 5460 gì đó nha. Thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi BID. BID thì em cũng nó sẽ có một cái kháng cự đây nè, kháng cự đây nè. Đó thì chúng ta cũng sẽ chờ xem nó sẽ vận động như thế nào nha. Thí dụ mà nó đi lên gần tới kháng cự hoặc là khúc này nó sideways với khối lượng nó kịt trở lại. Đó thì chúng ta có thể lấy được. Nó BID hôm nay tốt mà kịt khối lượng lại nè. Đó. BID thì cũng khá thôi chứ không mạnh tại vì nó kinh nó không đẹp bằng những mã kia. Đó, nó xa với đỉnh nè, xa với đỉnh trước nè. Đó thì nó sẽ không đẹp bằng ACB. CTG nè. Đó, CTG đánh khá lỏng lẻo hơn một chút nha. CTG khá lỏng lẻo nhưng mà nó vẫn giữ được cái nền. Đây cái nền, đây cái nền của nó nè. Đó thì thí dụ nó cũng sẽ có những cái trường hợp nó quay lại nó backtest lại. À, đây nè, hôm như hôm qua em nói đây, nó test lại nè. Hôm nay cũng là tính là một phiên test nha. Nhưng mà khi mà nó gãy sâu hơn mà nó phục hồi chậm nè. Đó, thì nó sẽ không được ưu tiên bằng những cổ phiếu khác nhưng mà khả năng nó hồi cũng mà có. Đây nè, anh chị thấy không? Nó test lại một khối lượng thấp nè thì ngày mai có khả năng nó hồi lên nha. CTG thì em cũng không đánh giá cao, không đánh giá cao bằng những mã kia. Nha, không ưu tiên thôi chứ cái kinh cái sự vận động nó vẫn ổn nha, nó không bị thủng, nó chưa bị thủng qua cái kênh giá của nó nha, anh chị thấy không, nó chỉ xa với cái so với cái nền thôi, với lại nó đang ở dưới cái viền dưới nha, nó đẹp nhất nó phải nằm ở trùng trên đây, là nó phải nằm ở trên hai cái đường này nè, hai cái đường em vẽ sẵn rồi thì nó là đẹp nhất nha. CTG thì không mạnh bằng ACB và MB Bank. À, MB Bank nè, MB Bank thì đẹp, MB Bank thì đang kỳ số lượng nè, MB Bank thì tầng sau có thể chia cổ tức rồi, nó chia cổ tức rồi nên anh chị không. À, anh chị có thể bác ra trước, à, sau khi chia anh chị quay lại lấy nha. Đó. Tiêu tức một cổ phiếu á. Đó. Đó thì ra khối lượng nó kỳ tại sao? Đây nó có thể giữ giá đây để nó chia cổ tức. Con này thì nếu mà không nói về yếu tố về cổ tức nha thì anh chị thấy là nó gần với cái nền nè. Đó, nó giữ được cái nền nè. Cái nền này giữ được nè. Đó, nó quay lại cái nền hỗ trợ bật lên nè và nó gần với cái đỉnh thì con này là em đánh giá mạnh. Được không ạ? Chúng ta cái gì? Nó có Techcombank. Nó Techcombank vẫn giữ nền nè, nền nè. Đó. Khung phiên này biến động quá, khúc này biến động quá thì em cho thoát ra cái vùng dưới này, trên đây nè. Đó, thoát ra đây nè. Đó, thí dụ mà nó shift trở lại, đặt qua lại đánh nhé, không vấn đề gì cả. Đó, nó giữ được cái này, nền của nó nè. Không bữa thì cho mua khúc dưới, em cho mua khúc dưới đây. Đó, khúc dưới đây cũng cho lụm. Nó còn trên đây thì mà thoát ở trên đây nè. Đó, hôm nay thì có cho thoát. Thoát ở cái khúc mà khi nó up lên thì cho thoát. Đó, nếu mà nó shift lại thì ok. Đó, tính ra con TCB này là con mạnh. Đó, thì không ạ, rất là đẹp. Thí dụ mà nó shift lại. À, hoặc là canh thị trường mà ổn, nếu mà thị trường mai ổn à, mà nó có giá đỏ được thì anh chị có thể lấy được. Đó, quay lại lấy được, không vấn đề gì ha. TV Bank nè, nó TV Bank nè, giữ được nền nè, up lên nè. Đó, quay lại test nền, bật lại trở lại nè. Đó, hôm nay con này cũng tăng tốt nha, tăng tốt cũng có áp lực, nó có áp lực bán ở trên đây nè, bán xuống nè. Đó, những người kẹt ở khúc này nè. Đó, kẹt ở hai đỉnh này nè. Đó, họ bán xuống thôi nha. Khối lượng cũng không đáng kể. Đó, thật ra khối lượng không đáng kể thì TB thì cũng ok, nếu mà TB nó giữ được nó tiến vào cái nền, nó giữ được ở trên đây nè, shift lại khối lượng nhỏ lại quay lại ấy được. À, sáng nay em cho bán giá ba up, nó up 3.5% nè, cho bán nè. Chúng ta có gì VIP, con VIP trong ngân hàng, con VIP này đẹp nhất nha, chỉnh nè, chỉnh ít hơn nè, nè không chỉnh nè, quay không chỉnh thì nó chạy hơi xù xí chạy. À, quay lại test lại nè, test lần 1, test lần 2, test lần 3, test lần 4, 4 lần cũng thủng mà thì khả năng đánh rất cao, khối lượng vô nè. Đó. Thì VIP này bên em vẫn còn, vẫn còn giữ nha. Đó, nếu mà anh chị thích thì cũng thấy lấy VIP được, nếu nó up lên khỏi cái nền giá này có thể lấy được. Đó. Nếu mà nó up lên khỏi giá 51 năm có thể lấy được nha. Lưu ý, VIP là đẹp, giữ được nền, gần đỉnh nè. Đó. Những cái con mà kinh ở trên, xu hướng nó lên nè, thị trường chỉnh, nó chỉnh ít nè,
Đó, mà nó phục hồi liền khi mà thị trường đang test đáy, mà con này nó phục hồi liền giá 3,2% mà cũng rất là mạnh ha. Con này thì đã lên cao rồi, cái việc phân tích cung cầu sẽ khó tại vì nó cũng sẽ mang tính hơi bó cung một chút, nhưng mà cái về cái vận động sẽ đẹp. HD Bank nè, đó hôm nay HD Bank thì cũng quay lại test lại thôi, khối lượng thấp nè, rất là ok. Đây con này nó giữ được nè, cái nền giá này vẫn giữ được anh chị không, rớt xuống đây nó bật lên lại nè, đó hôm nay quay lại test lại thôi, khối lượng kỳ lại nè đó, và nó cũng gần với cái đỉnh và cái kênh ở trên, nó vẫn là kênh ở trên đó. Nếu mà thích cũng hơi HD Bank được, HD Bank mạnh nha. Nó con nào mạnh em nói mạnh, con nào yếu con nói, em nói yếu nha. Mình rất là chia sẻ, rất là chân thành với nhau. Ở Vietcombank thì hôm bữa thì cái nick, những cái tài khoản cá nhân em thì có mua dưới đây nhá, đã bán ở trên đây là giá đâu đó 114 nè, nó thì bác lại thôi, nó có thể test, nó quay lại nó test tại cái vùng tiền giá này cũng bình thường, không vấn đề gì nha. Nó phải đi lên khỏi cái kênh giá mà nó chưa lại test thì quay lại test thôi. Nên anh chị thích thì cũng thể đợi nó test cũng về 177 có thể lụm được nhá. Con này khi một cái nền tảng dài vậy thì cái dư địa nó cũng sẽ có nhá, nó đánh thì sẽ lỏng lẻo thôi, không vấn đề gì đâu ha. Ok, đến đây có những mã nhỏ hơn như MSB này, Hằng Hải. Hằng Hải thì nè, con này cũng mạnh, con này cũng mạnh. Nó này quay tại test nó khối lượng nhỏ nè, đó. Thì nếu mà ngày mai nó up lên nè. Đó, ngày mai nếu mà ngày mai nó up lên, đó thì chúng ta cũng có thể canh nhập ở dưới cái vùng dưới đây. Đó, nếu mà ngày mai up lên nó xác nhận đánh lên, tại vì con này nó gần với cái đỉnh. Đó, nó gần với cái đỉnh nè, đỉnh nè, đỉnh nè. Quay lại back lại cái nền, nó chưa mất cái nền nhưng vẫn là mạnh nha anh chị nha. OCB này, OCB thì nó cũng gần với đây cái nền của nó đây. OCB thì nó hơi xa đỉnh một chút nha, nhưng mà hôm nay cái sự vận động nó tốt, nó kiệt khối lượng nè. Nó tại sao kiệt khối lượng là tốt? Đó thì tại vì khi mà kiệt khối lượng này đâu có ai tổ chức nó bán ra được đâu, tổ chức nào mà bán ra cái với có 75 tỷ đúng không ạ? Đó, con này thì hơi ít dữ liệu, hơi ít dữ liệu đánh nha. Nhưng mà nhìn về cái chart thì nó đang hướng lên được, đang hướng lên. Nó con này thí dụ mà nó hướng lên một chút anh chịu lấy được, nó giống như cái vòng cung á. Đó. Ví dụ gãy xuống là vòng cung hướng lên nè, đó gãy xuống vòng cung hướng lên nè, lấy được nè. Thì thí dụ mà nó con này nó cũng sẽ có thể nó hình thành một cái mô hình đây đó, cốc nè, viền cốc nè, cái này hơi sâu một chút nha, thì nó sẽ hình thành mô hình hai đáy, đáy một nè, đáy hai nè, nó quay lại tới cái đáy này thôi. Đó, nếu như nó hướng lên một chút thì anh chịu lấy được nha. OCB con này cũng vận động ok đó, nhưng mà không mạnh bằng những cái mã đang cỡ kinh mà gần với cái đỉnh thôi. Thì tính ra dòng ngân hàng thì Techcom, TB, MB, ok. ACB nữa, HD Bank, các bạn đó ok. Nó có gì STB. STB nè. Test đáy 1 là 2 3 là không thủng nè. Đó, vẫn giữ được cái nền giá đây, cái nền sẽ hỗ trợ cứng của nó và cái viền này sẽ cũng hỗ trợ cứng của nó. Hôm nay giảm 2,7% khối lượng cũng bắt đầu tụt rồi. Thì STB thì cái sự vận động nó cũng sẽ chung thì sẽ không bằng cái mã kia đó, đỉnh này của nó là xa hơn nè, đỉnh này nó chưa tận tận tới, nó cũng đã gặp cái áp lực điều chỉnh rồi. Nhưng mà nhìn chung thì nếu mà đi lên chung thì tất cả các mã cũng sẽ đi lên nha. Tại con này thì cái khả năng thủng này nó cũng sẽ ít, thì 1 2 3 nè, và nó trùng với cái đường EMA50 với nó nè. Đó, nếu mà nó thủng thật sự thì nó sẽ xấu, còn nó giữ được trên thì nó vẫn ok thôi nha anh chị nhé. Vietbot, Vietbot nè, đây nè, đáy nè, đáy nè, đó nên bắt đầu nó đã test hai lần rồi, đáy nè, tính là test 3 lần ha, đáy một, đáy hai, đáy ba, test 3 lần rồi. Nó test 3 lần không thủng thì cũng sẽ khi nào khi mà nó tích lũy nó xít lại á thì cái đường này sẽ hướng lên nè, đó thì nó cũng sẽ ba cái đáy này sẽ là cái hỗ trợ của nó, hỗ trợ cứng của nó. Và khi mà kịp khối lượng rồi thì chúng ta sẽ chú ý giai đoạn phía sau. Con này thì nó hơi xa đỉnh một chút, mà nếu mà khối lượng nó kịp thì cũng sẽ những cái nhịp đánh phía sau đó nha. Đó thì nhìn chung trong bánh hàng thì những cái con ok em đã lì ra rồi. Nếu mà hôm nay anh chị bán rồi đó thì cũng không vấn đề gì đâu đó, nó có thể mua lại bất kỳ lúc nào nếu mà thị trường chung nó xác nhận nó đánh tiếp đó, thì chúng ta có một cái bộ lọc sẵn là những cái mã đó ok đó, quay lại đánh không sao cả nhé. HBG. HBG tính ra dòng thép HBG bữa em có cho room em nhặt con này nhưng mà vẫn là trong một cái thế lỗ thôi. Đây nè, nhặt trong cái vùng dưới đây 52 năm 51 52 gì đây nè. Đấy. Thì nó cũng gãy mất cái nền này rồi, gãy mất cái nền rồi, nhưng mà nếu mà hôm nay nó test lại với cái khối lượng nó thấp lại nè. Nó thì vẫn có thể nó hồi được, nó sẽ hồi lên được cái này.
nó sẽ mất thời gian thôi. Nó nếu anh chị không thích giữ thì cũng có thể cơ cấu lại, chạy qua những cái mã nó nằm ở một cái kênh phía trên hơn, tại vì con này nó sẽ xa à, đỉnh của nó là nó xa, nó đang xa dần cái đỉnh nó đó. Đó thì nếu mà hồi lên thì nó cũng sẽ mất thời gian, tại vì cái lượng cung nó kẹt ở đây nhiều đó, anh chị hiểu không ạ? Nó thì có thể cơ cấu bớt lại con này đó, có thể đánh vào những mã khác, nó không vấn đề gì đâu ha. Khi mà nó confirm đánh lên, nó đi lên lại cái vùng này, mà confirm đi lên thì chúng ta đánh lại giai đoạn phía sau nhé. Hát sen mà hát sen bữa trên em cho ấy, ngay khi mà lắp ghép cho ấy này à, đó, mà khi, lúc đó thì nó sẽ thị trường chung nó xấu, nó gãy xuống đó. Con này nó cơ bản thế là cũng gãy mất cái xu hướng MA50 trung hạn của nó nha. Còn nếu mà à, gãy mà cũng khối lượng cũng đáng kể đấy. Nè, cái khối lượng này thì cũng có một phần tổ chức họ bán ra nha, nên mà có thì cũng có cơ cấu dần đó. Khả năng hồi phục cũng sẽ là có nha, không phải không có, nhưng mà cái việc mà chúng ta ngồi đợi chúng ta khá mất thời gian đó. Khả năng hồi phục sẽ có nhưng mà thôi, cũng ngồi đợi sẽ mất thời gian, tại vì cái lượng cung kẹt đây sẽ nhiều nha. Đó là hoa sen dòng thép thì đẹp nhất con nam kim đó, nó giữ cái nền chứ không à, nền nền đó. Hôm nay à, nay quay lại back lại đó, back lại test từ cái đường ngày mai 20 nè, test tại cái đáy nè anh chị không à, gãy xuống nè đó, hồi lên nè, test lại nè, bôn kịt nè đó. Thì con nếu mà dòng thép chạy thì mỗi con nam kim mà đẹp nhất thôi, tại gần với cái đỉnh nhất nè, giữ được nền nè đó. Anh chị có thể nốt lại con nam kim này, nếu mà thích đánh dòng thép đánh con nam kim này đẹp. SMC nè đó, SMC thì nè đáy nè, đáy nè, quay lại test nè, nâng đáy lên rồi nè, nay quay lại test nhưng mà khối lượng hơi cao à, khối lượng nó hơi cao và giảm 3.1%. Con SMC này không đẹp nha, hơi xa với đỉnh nha, không đẹp. Nam kim mà đẹp nhất. Tiến lên nè đó, tiến lên thì con này nè mất cái xu hướng nè, nó quay lại test cái đáy thôi nè đó, quay lại test cái đáy này thôi, cái này thì đã bỏ đi rồi, không hình thành cái mô hình này rồi đó. Thì nó quay lại test cái đáy này, khối lượng lớn đó, khối lượng lớn gần sàn luôn đó, thì không ưu tiên đánh như mã này được không ạ? Thép thì nhìn chung là áp lực bị chốt rồi thì cũng có, cho nên nếu mà lựa thì lựa cái con nam kim mới con mạnh nhất. Khi mà thị trường chung chỉnh đó, con nam kim con mạnh nhất, nó giữ ok nhất thì cầm nha. Cơ cấu lại không vấn đề đâu nha. Thứ cái gì dòng chứng đó, đó dòng chứng khoán. Nó dòng chứng khoán anh chị có thể thấy nè à, em sẽ hướng dẫn anh chị nha. À, dòng chứng khoán sáng nay em cho chốt mấy vùng trên đây nè đó, thí dụ ngày mai mà nó quay lại á đó, khả năng cái dòng chứng khoán này nó sẽ quay lại test lại nữa nha. Nó mà quay lại test lại nữa mà khối lượng nó kịt luôn này, nó kịt xuống rồi. Hôm nay khối lượng kịt ok rồi đấy, nhưng mà ngày mai nếu mà nó quay lại nó test mà khối lượng kịt nữa à, nhảy vô đấy lại đúng không hả? Nói đấy bán ở trên 55, 55 mà quay lại 52, 52 năm thì lấy lại cũng lời được, cũng khá ha. Nó lấy lại nó, tại vì anh chị thấy là nó cũng có hai cái diễn biến, hai kịch bản diễn ra. Anh chị thấy gãy ầm xuống à đó, rút chân à, chạy luôn đó. Nếu mà diễn ra cái kịch bản giống mày nè đó, nếu mà diễn ra kịch bản giống mày, anh chị thấy không, gãy xuống nè hồi lên cân bằng lại thì giống này không, gãy xuống nè hồi lên cân bằng trở lại nè, thì nếu mà mai chạy luôn á thì thôi bỏ không lấy nha, đợi cân bằng vậy phía sau thì giống như cái giai đoạn nè à, ầm chạy ầm lên nè đó, rớt xuống lại nè đó, rút chân lên nè, quay lại test lần nữa nè đó, nếu mà quay lại test lần nữa nó cân bằng trở lại thì lấy được đó. Còn nếu mà gãy ầm xuống nè, đây nè hồi lên lại nè, cân bằng trở lại mà chạy lên giống như đoạn này nè, không lấy nhá, không lấy, tại vì hàng về không kịp đấy. Ví dụ là mua T0 T1 T2 T3 và lời không nhiêu hết. Còn nếu mà xảy ra kịch bản giống như này nè, mai mà quay lại test lại cái đáy lần nữa nè đó, quay lại test dưới đây nè, khối lượng thấp đó thì lấy được, tại vì nó sẽ cân bằng trở lại, nó shift trở lại và sẽ vô một cái nhịp chạy mới đó, giống như cái này thôi nè, shift trở lại vô một nhịp chạy vượt đỉnh nè đó, thì cái này cũng shift trở lại quay vô một nhịp chạy sẽ vượt đỉnh đó. Cái cách đánh là như vậy nhá, chỉ có thể nốt lại cái ý của em. SHS đó thì cũng y chang thôi, đây nè gãy ầm xuống nè, hồi liền không lấy, tại vì hồi liền mà lấy không đủ tê, mà khi mà shift lại trở lại nó thì lấy được đấy, 41 lên 47 cũng khá đó ha, cũng 15-20% đó. Đó mà thí dụ mà nó test nè, hồi lên nè đó, thí dụ gãy ầm xuống nè đó, hồi nè cân bằng nè, quay lại test nè lấy được, giống như nè gãy ầm xuống nè, hồi nè cân bằng nè, quay lại test thì lấy được nha. Quay lại test vol thấp nè, phải vol thấp nha, cái vol rất là quan trọng, cái thanh khoản rất là quan trọng nha, phải vol thấp lại mới lấy được nha, vol phải thấp lại nha, vol phải thấp lại mới lấy được, được không ạ? Đó thì em cũng sẽ nghiêng về cái mong chờ cái kịch bản vốn thấp lại để chúng ta có thể tham gia đánh cái nhịp sau đó. HCM
HCM thì nó hơi khác một chút nha, HCM hơi khác một chút. Tại vì nó đánh giai đoạn trước là đánh rồi. Nó đánh theo cái kiểu vận động khác nên sẽ hơi khác một chút. Nhưng mà nhìn chung thì giống như là gãy om xuống nè, hồi liền nè. Đó, cân bằng chứ lại ở phía trên, đó những mã kia nó không cân bằng phía trên được. Đó, thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu khác thôi. Ví dụ rồi gãy om xuống nè, cân bằng chứ lại. Nó mà cân bằng phía trên nè, lấy được nhá. Còn thấy mà chạy ương thì không lấy, nó mà chạy ương khó lấy lắm. Được không ạ? Chung mà một trong hai kịch bản này làm gì là vuông phải thấp xuống. Đó. BCI này. BCI cái chạy nó khó, nó khác mấy anh kia, nó ở trên, nó nằm ở phía trên. Con này thì tính là nó mạnh. Đó, nó còn cái gap dưới đây nó chưa lấp rồi. Cũng lấp khá khá rồi. Nó cân bằng rồi, đi lên nè. Đó. Thì nó quay lại nó test nè, nó vuông thấp lại nè, chị thấy không ạ? Nó còn những cái phiên nó cân bằng trở lại nữa, tại vì dạo này thị trường nó biến động lớn. Đó. Đó thì chúng ta ngồi chờ đợi thôi. Nhá. Đó, những cái mã chứng khoán đó em đã hướng dẫn lên cho anh chị đó, anh chị cũng có thể cân nhắc nha. Thép thì cũng đã nói rồi, đúng à? Thì ba dòng đó thì mình cũng quan tâm đặc biệt. Nay có dòng mà chị, nay review qua Vinhome nay giảm 1,7%, khối lượng cũng tương đối thôi nha. Thì mã này thì dùng để đánh, còn những cái mã này rất là khó tìm điểm vô nha, thật sự. Đánh pin lớn về sao mà tìm điểm vô anh chị không? Dao động mà từ 110 đến 119 là 10 giá 10% dao động trong ngày sau canh lấy được. Nó rất khó tưởng sàn xong sau trần đấy. Rất khó lấy nha, chủ yếu quan sát thôi. VIX nè, đó VIX thì hôm nay giảm 2,6% nè, đó. Thì mấy cổ trụ hôm nay nó bị áp lực chốt nè, nó quay lại test đáy nè. Nó test là cái đỉnh này mà volume to và khối lượng biên độ cao là khối lượng lớn là nó thủng xuống, nếu nó thủng thì sẽ quay về cái vùng hỗ trợ này của nó thôi. Đó. Thì không lấy mã này, những cái video trước em đã nói rồi. VLE nó giảm 3,2% là khối lượng thấp nè. Đó thì con những cái con này đang kinh dưới. Đó, anh chị thấy không? Em vẽ sẵn cái kinh nè, đang kinh hướng xuống nè. Nó đi lên đập xuống đi lên nè. Đó thì nó cũng sẽ bó lại trong một cái tam giác nhá. Nó cái tam giác đang hướng xuống, được không ạ? Nó đang mất cái nó phải muốn mà nó đi lên, nó phải thoát ra khỏi cái vùng giảm giá của nó thì nó mới đi lên lại được. Đó, đơn giản vậy thôi. Chúng ta có gì? Đây là E. Cái mã trụ thì các mã như Masan sao đấy anh chị thấy không ạ? Gãy xuống nó kéo ầm lên cái sao đấy, mặc dù vô một cái mô hình cốc nè, có tay nè. Đó, nhưng mà khó lấy lắm, tại vì cũng đâu biết khi nào nó kéo. Nó kéo hình chữ V vậy thì chịu rồi ha. Binzy PNG thì mới giảm 9%, còn PNG thì cũng thuộc dạng bóp cung mà nó không lấy được, vậy không? Giảm khối lượng nhỏ xíu mà cứ giảm bi bì thôi, xong rồi kéo ngược trở lại nè, đó rất khó lấy, chủ yếu xem thôi. MWG, MWG này tăng ghê nè, tăng 4% nè, nó thoát khỏi kênh giá thì đánh được nè, còn khi mà thoát khỏi rồi sao mà đánh xong mà mua được đúng không ạ? Khó canh những mã này lắm thật sự. Đó, mã này những cái mã này giá mắc, giá thì mắc tiền 170.000 nhưng mà cái kinh nè, đánh nó lỏng lẻo kinh khủng. Đó, nó mua sao mà mua được, nó khó canh điểm mua ha. Nó thoát khỏi kinh giá thì bắt đầu đánh được, còn nó đã thoát ra khỏi rồi thì thôi bỏ nhá. FPT đang cũng trong một xu hướng nó lên thôi. Nói chung mình mà WG, FPT, VNCA anh chị nào có rồi cứ nắm thôi nha. Tại vì đang trong một cái trend nó lên là nó vẫn tốt nè. Các giá vẫn nằm trên đường MA nè. Đó, vẫn đang trên một cái xu hướng nó lên thôi nha, vẫn tốt thôi. Chủ yếu là nó sẽ đánh dịch dựa thôi. Đó. Nắm lâu dài thì sẽ pin lợi nhuận khá, còn anh chị mà tính mà nắm nãy hoặc là muốn và đánh ngắn thì nọ thì đánh những mã này anh chị cũng cái biên lợi nhuận cũng không nhiều, không có thú vị của anh chị bằng hấp dẫn bằng anh chị khi mà anh chị đánh những cái mã như chứng khoán gì rồi nhá. Dầu khí, nó dầu khí là mất cái trend rồi nhá. Bữa em đã cho bán những cái vùng dưới này đó, khi mà nó có những cái dấu hiệu nó gãy qua những cái hai cái đường này nè thì đã bán rồi anh chị thấy không, hai cái đường này rất là quan trọng, nó gãy qua cái này cho bán liền rồi đó, hôm nay nó gãy qua đường MA 80 này thì cái đà tăng trung hạn của nó cũng đã mất đó, vậy không? Cái đường MA tím là cũng quan trọng, nó cũng sẽ hỗ trợ là quan trọng, tại vì nó sẽ gãy vào cái hỗ trợ này, cái hỗ trợ tiếp theo cái nền này của nó nha. Đó, đã cho bán vùng trên đây rồi đó, không níu kéo,
gỗ á, à, mua trên đây kịt vô không đánh gãy xuống thì thôi bỏ. Tại vì anh chị để ý là anh chị có thấy không, những cái con này anh chị có nghĩ là dầu dầu khí đánh theo tin, đánh theo giá dầu thế giới, chị thấy giai đoạn này giá dầu thế giới tăng ầm ầm, nó đâu có tăng đâu, nó anh chị thấy không ạ? Cái sự kỳ vọng nhà đầu tư nhìn mà giá dầu thế giới đánh, mà giá dầu thế giới tăng mà những mã này không tăng là bắt đầu có vấn đề, nó có người cung bán ở trên nó bán ra rồi, nó phải chạy thôi nhá. BD là cũng vậy nè, bỏ quá xấu rồi. BSR đó nó lên sáng nó gãy y chang vậy à, anh chị thấy không ạ? Đó bữa hồi đó đợt trước em cho mua dưới đây trên đây nè, ở 18 mà hoặc à không, cho mua dưới 16 nè, đó lên tới đây à, khách hàng tự chốt rồi, ông giá 18 người thì chốt cái 18, người chốt giá 20 đó, còn lên 20 là cũng cho mua, nhưng mà khi mà thấy nó gãy xuống rồi, nó gãy xuống là cho bán liền, đâu để nhiều làm gì đúng không? Ừ, chị cũng thấy nha, tại vì nhìn con BVS BVD gãy trước, con này nó gãy sau đó, thấy BVS nè, cái cây này BVS đã gãy xuống đây rồi thì con này vẫn giữ được giá hai cái cây này, nó vẫn quyết định cho bán, tại vì khi tính chất dòng anh chị, khi mà nó đi theo thì sẽ đi theo chung với nhau hết cả nhá. Chung dầu khí thì cũng không nên chú ý nữa, đó gãy mất kênh giá của nó rồi. Cái gì đạm, đó đạm thì December, đó đạm thì giai đoạn trước trong mua dưới đây, đó giai đoạn trên thì vẫn chưa kịp cho chốt thì nó đã gãy, nó bị gãy mất cái xu thế của nó nha. Mà được cái là mình cho mua dưới vùng giá tốt thì vẫn giữ được trên 10% cái lợi nhuận thôi, được cái khối lượng nó kỳ lại đó thì cũng sẽ cầm máu được nha. Thì xem cái sự bật động phía sau như thế nào, nó quay lại test tại cái kênh giá nè, nó quay lại test vào kênh giá mà khối lượng nó kỳ lại thì cái giai đoạn phía sau mình cũng sẽ kỳ vọng hơn nha, so với một đây anh chị thấy nè, vẽ cái mình sẽ nhìn một cái bức tranh nó lớn hơn nè. Đó, nó đi trong một kênh giá nè, đi trong kênh giá, quay lại test nè, gì đó không? Đập lên nè, đập xuống nè, đập lên nè. Đó, lại đập xuống nè, đập lên nè. Đó. Nó đi qua một kênh giá mới, đi đến đây nè, gãy xuống nè, đi đến đây nè. Đó thì nó quay lại nó test. Đó, thí dụ test ok nó sẽ có những cái gì nó sẽ hồi lên lại thôi. Đó. Nắm lâu dài, nắm xíu cũng được nha, tại vì bán không kịp ở hai cái cây này. Đó thì chúng ta phải tiếp tục nắm thôi nha, không vấn đề gì cả. Thì nếu mà khách hàng trong room, khách hàng của em thì có coi thì cũng khuyên là cũng đừng bán nữa, tại vì nó đây là hỗ trợ đó nè, kinh giá cũng hỗ trợ nè, đây tiền này anh chị thấy không, cái cây dòng tiền nó vô nè, dòng tiền tổ chức nó vô thì nó sẽ đỡ, nó vô tiền ở đâu thì đỡ vậy, nó đỡ ở đó, tại vì cái dòng tiền lớn nó vô thì cái đó là cái điểm của nó, điểm vốn của nó, có thể vốn này gom đây rồi, còn vốn nó ngay cái cây này nó tầm nửa thanh cái nến này đó anh chị thấy không, nó gãy về cái nó kéo, gãy về cái nó sẽ kéo lên thì nó sẽ mất thời gian, nó sẽ quay trở lại nha, nó sẽ quay trở lại để nó gom góp hàng, để cái giai đoạn phía sau nó vận động như thế nào thì chúng ta sẽ chú ý theo dõi thêm. Còn dưới đây là cái nền này đó anh chị thấy không, ngay cái hỗ trợ này đó là cái nền giá hỗ trợ nè, đó cái nền này cũng hỗ trợ nè, đó và nó cùng với đường MA tím này nữa đó. Thí dụ mà anh chị nếu mà nó gãy qua hết tất cả hỗ trợ thì bán ra, còn không thì đừng bán đó, thế thôi, sẽ mất thời gian một chút thôi, nhưng mà con này em đánh giá nó không còn để bán nữa, không cần để bán nữa tại vì nó đã gãy à, gãy đâu đó là 6-7 phiên rồi, 6 phiên rồi nha, thì nhiều khi bán cái sẽ ngay đáy cho nó nha, ép vào cái vùng giá tổ chức của nó đó, đây là vùng giá tổ chức rồi nha, đừng bán nữa nha, khối lượng nó kỳ tệ nè, đó khối lượng kỳ tệ rất là tốt rồi, rất là ok rồi. Nó có gì đạo Phú Mỹ, đó đạo Phú Mỹ này cũng kịp vô nè, nền giá đó nè, nền hỗ trợ nè đó, cái này cũng hỗ trợ nè, cái đỉnh cũ cũng hỗ trợ nè, đó nó đụng mà hỗ trợ nè, nó rút chân nè, nó đụng mà hỗ trợ và khối lượng thấp lại nè thì sẽ hấp thụ được cái lượng hàng thôi, đó nếu mà hấp thụ lượng hàng sẽ đánh trong giai đoạn phía sau nhá, nếu thị trường bắt đầu ổn lại nhá, được không ạ? BPC nè, nó BPC hôm nay khối lượng kỳ tệ nè, nó nay rút chân nè, nhảy xuống rút chân nè, thì cái đây vùng dưới đây là hỗ trợ nó nè, bởi em đã vẽ sẵn cho anh chị đó. Cái vùng này nè, nó gom hàng nhưng mà nó gom gặp đeo bám nhiều quá và thị trường chung xấu, nó cho đánh gãy xuống, nó nếu mà gãy xuống nè nó tích lũy trở lại được thì nó sẽ đánh trong giai đoạn phía sau thôi đó. Tính ra những cái mã này nó không gãy ghê như dầu khí đúng không ạ? Chúng ta có gì nữa, những cái mã bất động sản thì em cũng đã không cho tham gia đánh nên cũng sẽ không review về bất động sản nha, tại vì bất động sản cái xu thế nó cũng xấu anh chị không ạ?
Đó, con này đánh gãy của hỗ trợ rồi, nay nó bò lại hỗ trợ rồi. Đó, cái vùng giá của nó tổ chức là đâu đó giá hả? Vùng giá, vùng giá tổ chức mà. Đó, nó đánh thủng qua luôn để nó ép bán rồi. Đánh con này đánh rất là khốc liệt lắm. DG nè, đó vùng giá hỗ trợ nè, đáy 1, đáy 2, đáy 3 là quay lại test nè. Đó, quay lại test khối lượng khá lớn nè, không chị không ạ. Đó thì cũng sẽ còn được cung nhiều, những con mã, những mã này thì cũng sẽ được gặp đeo bám nhiều. Đó, con này cũng sideways trong cái nền tảng khá dài. Đó, cũng có sideways trong vùng này thôi. Đó, nhưng mà ở này cũng xa đỉnh thấy không? Chị thấy không? Xa đỉnh là đó thì mua dưới đây thì cũng nói chung là cũng không đừng mất thời gian mua những cái mã này quá nhé. DG. Đó. HDG thì đang bó lại. Chung bất động sản thì cái sự vận động nó không đẹp, nhưng mình không đánh, em không đánh, em không khuyến nghị đánh nha. Đó thì nhìn chung hôm nay cái sự vận động chung của thị trường nó cũng khá đủ điều kiện nha. Đó, để ngày mai xem nếu một ngày mai một cái xác nhận đánh lên nữa thì chúng ta có thể lựa chọn mã cổ phiếu, bởi cái cổ phiếu là nó chỉnh ít, nó hồi nhanh, ta lấy và đánh tiếp là biết sau. Đó và những em cũng có hướng dẫn chi tiết những mã cổ phiếu trong những cái nhóm ngành để anh chị có thể vận dụng và anh chị có thể linh hoạt trong cái danh mục của mình đó. Ok thì hôm nay cái clip hôm nay em chia sẻ như đó nha. Cảm ơn các anh chị đã chú ý nghe. Nếu anh chị chưa có môi giới đồng hành thì các anh chị có thể liên hệ em với số điện thoại dưới đây nha. Cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị một ngày buổi tối thật là tốt lành. Hẹn gặp lại các anh chị vào video sau.